Nguyên cái hành lang này không thấy ai hết nên cứ dốc bóp tốc độ thôi. Đường truyền má ngoài vào trong. Chuyển hướng 180 độ bằng má ngoài như Messi. Vẫy tay kêu đồng đội ở bên trái chạy đi. Và Phật Chia Bạch đã cái chân thiệt. Chân trái, chân phải. Bana bana ba chục ca. Cơ hội đối diện 1-1 qua người. Đối diện thủ môn làm gì đây? Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, nắng quá trời quá đất luôn. Một sáng thứ bảy nay có mặt tại sân Coffee Kai. Tới cũng hơi trễ, mọi người chuẩn bị đá rồi. Đây là Châu Thiên Nhi, một người em mình quen đợt tham gia game show Vua Phạt Đền. Người rủ mình đá trận banh sáng ngày hôm nay. Và cũng là coach của đội bóng Piper FC, gồm những bạn trẻ toàn dưới 18 tuổi thôi. Ok, bây giờ thì thay giày thôi. Đá sân cỏ tự nhiên thì xài giày FG nha anh em. Đồ đã chỉnh tề, kiếm góc khởi động nào. Và đây là cách mình thường khởi động trước khi bắt đầu trận đấu. Tân banh nghệ thuật. Neston xoay một vòng. Chóng mặt chưa, chóng mặt chưa. Mọi khi mình khởi động thì mình hay quay BV, còn hôm nay mình xài máy 360 để quay. Anh em thích góc nào hơn, để lại cho mình một bình luận nhé. Step over Electrico. Rồi step over and Ripton. Grab back Vimu. Hocus Focus. Cái khu trái phạt góc này chắc ít ai lui tới. Cỏ đẹp quá xá đẹp. Ô là là, khu vực livestream khá ổn áp. Lúc này tỷ số đang là 1-0, nghiêng về cầu thủ áo đỏ. Làm việc không gì chị? Vậy đi anh em. Không sao. Một chạm. Pha chạm bóng đầu tiên của mình trong trận này. Mới vô sân khỏe lắm nên quyết định dốc bóng tốc độ. Gần. Ô là là, bật tự hay. Nguyên cái hành lang này không thấy ai hết nên cứ dốc bóng tốc độ thôi. Đường truyền má ngoài vào trong, dứt điểm, tẹt. Nhưng cơ hội vẫn còn. Có em. Ok. Hay quá rồi. Pha chạm bóng đầu tiên luôn. Cùng xem lại pha này nhé. Sau khi mình truyền xong thì cầu này không theo mình. Lỗ hổng của đội bạn là từ đây. Pha bóng này nằm bên cánh chân nghịch nên không có tạt bằng chân trái được. Giải pháp đá ngắn bằng má ngoài chân thuận là hợp lý. Đồng đội sút hụt vô tình thành đường truyền luôn. May mà không việt vị. Đỡ bóng bằng đùi. Quan sát và Rabona chọc khe cho đồng đội. Có vẻ là hơi nhẹ. Quan sát trước khi nhận bóng. Không có ai nên thả trôi quay về. Chuyển hướng 180 độ bằng má ngoài như Messi. Đường truyền vào của đồng đội đã bị cắt mất. Quan tất. Ây chà, lần này thì hơi sâu. Trong tình huống này, Tổng lãnh sự quán Mỹ có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Dứt điểm cơ hội! Ngay sau đó thì Piper FC tiếp tục có bàn thắng, đưa cách biệt lên 2 quả. Bên mấy em áo cam này cũng mới tập chơi sân 11 thôi, nên có vẻ là đối vừa tầm với các cầu thủ trẻ U18 Piper FC. Cơ hội cho cái thủ áo cam. Đây rồi. Tốt em. Rồi chụp trong tay. Cứ chụp trong tay. Chụp trong tay. Không lên. Kiểm soát bóng bằng gầm. Vẫy tay kêu đồng đội ở bên trái chạy đi. Và Phật Chia Bạch đã cái chân thiệt. Có đường truyền mạnh lên. Chủ động băng súng. Chưa được. Cơ hội phản công cho cầu thủ Tổng lãnh sứ quán Mỹ. Không biết vị. Đối diện thủ môn. Tối em ơi. Và cắt bóng rất kịp thời của cầu thủ số 16. Lấy gôn. Không sao, giữ banh lại, quay lên. Tay. Hết giờ. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-1. Bây giờ là 11 giờ trưa, nắng ban đầu. Tiếp tục hiệp 2. Đường truyền chém mu nè. Dứt điểm chân trái.
chết cột dọc. Đỡ bóng bằng lòng bằng chân như keo dính chuột. Nhặt bóng một hồi mới phát hiện là không ai theo mình hết. Quá nhiều sự lựa chọn để chuyền trong lúc này, nhưng có vẻ ở đây là ổn nhất. Ô là là, bức tường hay. Chậm tay chưa cắt coi. Để mày lại thế, lại thế. Lại thế, đá đi, đá đi, đá đi. Hứa Long kỹ thuật chết góc A trong gang tấc. Không biết có sao không. Ra cabin lấy chai nước cho em nó nè. Nước. Trời ơi, vừa đau vừa cười luôn trời. Ngon vậy. Vừa đau vừa cười luôn kìa. Bóng xuống tay cánh trái, nó khéo léo. Những pha đập ngã xuống tốt. Chuyền ra trước mặt cũng được, hoặc chuyền ở đây cũng được. Ra biết lại. Về lại, về lại. Ok em. Về được, về được. Về được. Chuyển sang biên trái nè. Inside touch bên phía bên trái. Britton outside touch. Anh kia. Về được. Em. Hey, hey. Tiếp tục là một đường chuyền dài. Hay quá, bước một ổn áp em ơi. Úi chà, đỡ hụt luôn. May mà mình còn lót ở đây. Tranh thủ kiếm 30. Ôi là banana 30k. Tốt. Kìa em. Lấy cường. Tốt cường. Nghe liền đưa sớm, ok. Rất khéo. Tập mưu. Vẫn đang chúng ta kiểm soát thế trận rất tốt. Phải lưới nhà luôn. Bắt bài được chuyền bên này. Ok, ba con về. Sau lưng có đối thủ nha. Sử dụng kỹ thuật qua defense, nhá về bên phải, lắc về bên trái. Lớp bóng qua đầu, thắt pressing, đơn giản. Lấy luôn. Pha cắt bóng tốt của hậu vệ cánh trái. Phản công cho thủ Piper. Chủ động lên, vô tình luôn trời. Dắt bóng lên rất nhanh. Cơ hội. Bên phía áo cam có cầu thủ số 5 này khéo lắm nha. Một cầu thủ qua hai cầu thủ, dứt điểm chân phải ngay xà ngang. Còn anh em tập trung. Còn á. Tạt bóng. Đánh đâu. Keeper giữ. Rồi ném anh luôn. Thêm một đường chuyền dài hết cây. Ê chà chà, hậu vệ đã kịp lui về lót. Nhưng câu hỏi vẫn còn. Và đội tổng lãnh sự quán Mỹ được hưởng một quả penalty. Ồ, ra giữa luôn. Bá bá. Chân trái, chân phải. Bana bana 30k. Quan sát đồng đội phía bên biên phải. Tung đường chọt khe, Ryan Bass. Mình chuyền cho tiền vệ cánh chạy cắt vào trong, nhưng em ấy đã không hiểu ý. Nhưng đó vẫn đang là cơ hội trôi qua. Ném bên trái hay ở giữa đều được. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Anh à. Có khoảng trống bên này. Lắc liền. Quá khéo léo tốc độ để chọt khe nè. Hơi nhẹ. Không được rồi. Cái nữa. Sức đêm đền đền. Một pha phớt bóng dài của thủ môn. Ô là là, qua hết luôn trời. Tiếp tục là Bana 30k.
Wow, bỏ bóng di chuyển hay quá. Gì vậy rồi. Úi trời đất ơi, chuyện cho banh khó dữ. Đi banh luôn chứ sao giờ. Lớp bóng kỹ thuật cho tiền đạo. Đừng mở bóng sai đây, phía sai. Cơ ơi. À, lại việt vị rồi. Hãy cho ta đá đi. Lấy gôn. Đá bôi. Không sao. Ăn đi anh. Chết tôi. Không phạm lỗi. À ha, đội bạn chuyền về không có địa chỉ. Cửa hội phản công. Dọc bóng tốc độ từ giữa sân. Cửa hội đối diện 1-1 qua người. Đối diện thủ môn làm gì đây? Qua luôn cả thủ môn luôn rồi. Lên. Cùng xem lại nhé. Nhá một cái qua một cầu thủ. Giả mang xem góc này thấy 4 đấu 1 luôn á trời. Hậu vệ vừa trụ lại một cái là mình nhấn nút qua người liền. Ở đây mình chuyền ngang cũng được nhưng sợ việt vị nên quyết định là lừa qua gôn luôn. Thủ môn đổ người sớm quá nên mình dễ dàng vượt qua. Chạy sâu, đá ra biên, chết rồi. Hết khói rồi. Lấy gôn. Hai. Phá. Đỡ bóng bằng đùi. Electrical. Tiếp tục kiếm 30k. Cơ hội dành cho tổng lãnh sự quán Mỹ. Liệu thành công hay không? Rất nhanh. Và chỉ mong quyết tâm phá bóng chính xác. Và đó là tình huống cuối cùng của trận này. Trận đấu kết thúc với tỷ số 8-2 nghiêng về cao thủ U18 Piper. 11 giờ trưa, nắng nóng kinh khủng. Hết giờ là ra nạp nước liền chứ còn đợi gì nữa. Ok, làm kiểu anh kỷ niệm thôi. Ngon. Đứa nào đá được vậy là không cần phải học video đá banh nữa. Ghê hả? Anh có che đầu à? Anh dựng kiếp. Đừng kêu này làm mấy này. anh vừa tăng bóng anh chở hết rồi ra đừng có đi. Dễ hoài. Ok, đừng có mang vậy đâu, đi ký, ok. Vậy sao ok. Ai vui vậy, vui vậy. Không dám. Đây, vậy. Yeah. Đây, skill. Đây là tí tâm thì ai dám làm được đâu. Em muốn gửi lời cảm ơn tới anh Freestyle ngày hôm nay. Cảm ơn anh em. Yeah. Cái đó hâm mộ anh Freestyle ha. Hâm mộ anh, rất hâm mộ lắm. Cảm ơn anh nhiều. Ôi. Và như thường lệ, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, chào gặp lại. Ủa vậy U17 này là em tự lập hay là em về làm cho mấy anh em đây? Em tự làm luôn. Cái này cây nhà lá vườn hết luôn. Dạ. Nhưng mà nói chung là cũng cố gắng đào tạo mọi người chứ không phải là vì thành tích mà bỏ quên họ là mục tiêu chơi vui là chính đúng không? Cho anh em phát triển hợp lý như anh. Nhỏ nó phát triển nó tiến bộ. Ok. Nhưng mà nói gì.